Kira Koto cô chào bạn ha hôm nay uh, mình sẽ nói về chủ đề về uh, immigration tí xíu ha hôm nay thì immigration update cái news thì uh, nhiều bạn hỏi là anh cố gắng đặt mấy thông tin news update cho mình để mình uh, biết luật thay đổi bên này thế nào thì uh, anh chị xem nha hôm nay cái luật gọi là học sinh mà học xong lớp 12, 13 gì đó uh, mà sau khi gia đình đang chờ nộp uh, đợi cho được duyệt uh, russian visa thì những bạn học sinh đó sẽ được cuộc uh, đi làm ha Part time thì như mình trình bày trong cái video thì mình nói đó hồi xưa uh, luật đó chưa ra thì uh, nhiều gia đình qua đây nộp Russian visa xong đang chờ mà Russian visa xét lâu lắm một năm đến hai năm các bạn ha sau khi đó thì thì con mình học xong lớp 13 rồi là hình là được miễn phí đúng không nhưng mà vô đại học là phải, phải tốn phí đó, nhiều người phải cho con làm visitor visa để chờ một năm gấp gì một năm thì nhiều người thấy tội quá thì thôi cho con đi học luôn đi học luôn thì lại phí quốc tế rất là mắc đã cho nên năm nay mình thấy microsin bắt đầu là chú ý tới uh, uh, mai quần đó ha có thể là cho những bạn sinh viên nó có thể đang chờ gia đình đang chờ russian visa thì những bạn nó thể đi làm part time để lấy kinh nghiệm thêm hoặc là để trải nghiệm thêm nha yeah. thì cái nào cũng có hai mặt của nó ha nhiều người đi làm trải nghiệm mắt thấy thích quá đi làm luôn không đi học nữa cho nên là nhiều người này được trải nghiệm mà biết mình thích cái nào th th bắt đầu thay đi đi học ha yeah. thì uh, anh chị coi mình hướng dẫn anh chị nha, vô cái immigration website và anh chị xem và cái điều kiện nha. Thì cũng chẳng có gì lắm nhưng mình đã nói lại đó. À, những ai mà đang nộp residence visa hay là cuộc to resident hay là uh, care force to resident gì đó, uh, hay là skill management category đang nộp thì anh chị uh, đang chờ để có residence visa mà con đang lớp 13 rồi đó, thì thì không phải lo lắng gì nữa thì mình có thể đi làm uh, buộc part time nha, không được full time nha. Work part time mà uh, nếu mà ngày nghỉ thì được cũng cũng được full time. Thì nó cho anh chị uh, xem xét và coi lại nha à, có gì thì mình sẽ update thêm cho anh chị nha rồi cảm ơn chị rất nhiều đăng ký kênh của mình nha và chia sẻ kênh mình tới mọi người nhé rồi anh chị xem video nha rồi các bạn ha các bạn vô immigration news các bạn sẽ thấy được uh, thông tin thì mình uh, kênh cái news center trời bạn ha thì mình sẽ có gì mình sẽ update cho các bạn các bạn biết ha rồi micro school leavers to get part time work right đó đây là thông tin ha thì những ai mà học xong hai school rồi đó mà đang chờ uh, gia đình đang chờ gọi là resident visa đó thì sẽ có được uh, work right bạn gì ha anh chị ha sẽ báo đầu hôm nay là ngày 10 đó cái luật này nó vừa được dự thảo ngày 18 tháng 7 ha sẽ hai phút đọc thì cho nên là những ai mà mà phù hợp thì những người nào mà ví dụ, ví dụ như là những ai mà đang uh, gọi là dependent trial ration visa ha những ai mà đang chờ ration visa hoặc là những ai mà đang nộp skill migrant category uh, visa đó thì đang đang chờ cái kết quả cho, cho, cái ration visa hoặc là những ai đang nộp là straight to ration visa hoặc work to visa care workforce uh, care workforce work to ration visa đó thì uh, ở đây Uh, anh chị sẽ được đi làm ví dụ như những những bạn như mình nói đó những uh, những gia đình mà đang nộp resident visa mà con đi học hết lớp 13 rồi thì bây giờ Hãy chuyển sang gọi là visitor visa ha Michael mode also là chuyển sang visitor visa và sau đó mình apply cho cái work right ha uh, xong rồi uh, được làm ví dụ lên là 20 giờ toàn bạn này và cái luật này sẽ được uh, thực hành trong tháng cuối tháng 10 này nha và sẽ chi tiết rõ hơn sao mọi người có thể uh, Uh, xem kỹ vào tháng 8 nha sau, sau, tháng 8 thì người ta sẽ đưa ra thông tin rõ hơn rồi ok bạn ha đó đây là thông tin của Immigration thôi rất là dễ bạn ha hồi xưa bạn biết không các bạn biết hồi xưa là nhiều người nộp chờ đó visa con học tới lớp 13 bây giờ một là phải chuyển sang visitor visa chờ thì nó mất một năm tội con cho nên là người ta sẽ cho đi học luôn học luôn thì phải là phí quốc tế nó hơi mắc ha đó ở đây sẽ migration new có thể nới lỏng hơn tí xíu ha